đang xem video tại kênh YouTube review đàn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Sư tôn của 3 năm trước và sư tôn của hiện tại đều cảm thấy Nam Thu ngủ thật là xấu. Một ngày nào đó của 3 năm sau, Huyền Lăng ngồi bên cạnh ngắm nhìn Nam Thu đang say ngủ. Y luôn thắc mắc, bọn họ đã sống cạnh nhau 3 năm rồi, không biểu tiểu đồ đệ có nhận ra người kia là y hay không? Hoặc là nói có thể đã nhận ra, nhưng lại không muốn thừa nhận. Huyền Lăng đưa tay lên miệng, dùng răng gỡ xuống bao tay dịu dàng vuốt ve gương mặt của Nam Thu. Ngủ vẫn xấu như xưa. Trên ngón tay thon dài, móng vuốt đã được cắt tỉa gọn gàng. Y thầm nhủ loài người vẫn luôn yếu đuối như vậy. Trở về quá khứ. Sau một đêm ngủ ngon. Buổi sáng hôm sau, thiếu niên sư tôn đầu tóc hỗn loạn mơ màng tỉnh dậy. Y ngáp dài một tiếng. Rồi chợt chú ý tới, bên ngoài trời vẫn còn mưa lớn như vậy. Thấy đứa nhỏ kia còn chưa thức dậy, huyền lăng liền quay qua chăm chú quan sát. Nam thu cuộn mình trong ổ chăm gương mặt đỏ bừng, hít thở khó khăn. Huyền Lăng thấy vậy có phần do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn vươn tay về phía Nam Thu, thăm dò nhiệt độ trên người cậu. Nam Thu, thật nóng. Mặc dù sư tôn đã tận lực cẩn thận, nhưng vẫn không tránh được trượt tay làm Nam Thu bị thương. Trên gương mặt nhỏ xíu của cậu, lập tức xuất hiện một vệt xước, mà Nam Thu cũng bị động tĩnh này làm cho tỉnh giấc. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, giọng khàn khàn gọi một tiếng. Lăng, sợ huyền lăng lo lắng nam thu còn lên tiếng an ủi tôi bị sốt một chút không sao đâu ngủ một chút là khỏe lại rồi mà lúc này sư tôn còn đang nhìn móng vuốt của bản thân rơi vào trầm tư móng tay có thể làm bị thương sư tôn ừm một tiếng trong lòng đáp lại lời của nam thu y nhăn mày nhìn tiểu nam thu đang không ngừng phát run nằm trong chăn thật là phiền phức mặc dù âm thầm oán giận như vậy như sư tôn vẫn vô cùng tận tâm kêu tiểu sơn linh đem nước và khăn ẩm tới để giúp nam thu hạ nhiệt tiểu sơn linh một nhóm dùng lá cây đựng nước đem tới một nhóm khác phụ trách làm ướt khăn đặt lên chán nam thu để tránh làm tiểu đồ đệ bị thương sự tôn lựa chọn không chạm vào gương mặt của cậu nữa huyền lăng nhìn đám tiểu sơn linh hiếm khi tặng cho chúng nó một lời khen cũng có chút tác dụng nhưng khoảng cách hơi xa nên không khống chế được đồ vật quan trọng chiếc khăn trên chán nam thu cũng lệch trái lệch phải Lúc này, người đang sốt cao 90 độ trong lòng Sư Tôn đột nhiên nhúc nhích một chút. Huyền Lăng lập tức ôm chặt hơn, trong lòng thầm mắng, không được loạn động, không ngoan chút nào. Sau đó Sư Tôn liền ghét bỏ dùng chăn khép miệng Nam Thu lại, để nước miếng không chảy ra ngoài nữa. Nam Thu ngủ không biết bao lâu, đến khi tỉnh lại cũng đã hết sốt. Mà ở phía bên này, Huyền Lăng đang bận rộn hợp tác hái hoa hái quả cùng Tiểu Sơn Linh. Y nhìn loại trái cây có màu sắc đáng nghi trong tay, màu sắc kỳ quái như vậy không biết có ăn được không nam thu vừa mới mơ màng tỉnh dậy thì bụng đã nhanh chóng kháng nghị kêu lên ủng ục cậu vươn vai một cái mắt nhắm mắt mở đứng dậy nhưng khi vừa trông thấy sư tôn hai mắt tiểu đồ đệ lập tức sáng lên nam thu vui như hoa cảm thán trông thấy một người có đầy đủ ngũ quan thật là tốt hơn nữa người kia còn đẹp trai chết đi được nam thu nở nụ cười nói chào buổi sáng với huyền lăng sư tôn chăm chú nhìn gương mặt trắng nõn của cậu Vết thương đã lành rồi, cũng không để lại sẹo. Nâng tay, ném trái cây về phía Nam Thu. Nam Thu tiêu sái mà bắt lấy, nhưng nhìn thứ quả màu sắc kỳ quái này, cậu do dự cân nhắc, có thể ăn sao? Chắc chắn không có độc đó chứ? Sau khi nhìn một hồi cuối cùng, Tiểu Nam Thu cũng quyết định thử một chút. Nào ngờ vừa cắn một miếng, đã thấy tổ tiên 18 đời hiện ra trước mắt. Thứ này ghê vãi. Thấy phản ứng của cậu, Huyền Lăng dùng tốc độ ánh sáng đem số quả còn lại vứt đi hai hung thủ gây án lập tức lựa chọn phủi sạch trách nhiệm chỉ về phía đồng phạm của mình là y nó tình đó